Thưa quý vị, nhiều năm qua, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể ở Chợ Mới đã xây dựng được mối quan hệ hòa hợp với các tôn giáo, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của bà con giáo dân trong xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ngoài việc đóng góp to lớn vào chính sách an sinh xã hội, so đói giảm nghèo, còn đảm bảo an ninh trật tự để tạo nên thành tố quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chợ Mới là một huyện cù lao, có đông đồng bào theo các tôn giáo, chiếm trên 95% dân số, trong đó người theo đạo Phật giáo Hòa Hảo chiếm 80% dân số. Những năm qua, bà con tôn giáo đều hoạt động theo tôn chỉ mục đích, đường hướng hành đạo và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của huyện. Cùng với đó, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo còn tham gia cùng với cấp ủy chính quyền và các lực lượng đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Điển hình là mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo vừa được Công an huyện Chợ Mới và Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các xã thị trấn ký kết quy chế phối hợp thực hiện mô hình. Theo đó, Công an huyện sẽ phối hợp cùng Ban trị sự các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động bà con tín đồ chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong thời gian tới thì chúng ta cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt là quan tâm đến cái việc mà có sự ủng hộ giúp đỡ quần chúng nhân dân. Do đặc điểm trên địa bàn huyện chúng ta phần là đông là người dân theo đạo, mà trong đó Phật đạo Phật giáo Hòa Hảo chiếm 80%. Vì vậy, để phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân cùng các chức sắc chức việc trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong thời gian tới, thì việc thành lập mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo là rất phù hợp, rất cần thiết. Nó góp phần vào giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Không phải đến bây giờ mà trước đây, bà con tín đồ và nhân dân đều có ý thức trong đấu tranh phòng chống tố giác tội phạm. Trong đó, nổi trội là việc xây dựng địa bàn khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội, giáo dục cảm hóa người làm lỗi ở cộng đồng dân cư, duy trì nề nếp sinh hoạt của tín đồ theo quy định của pháp luật, theo giáo lý của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Từ đó, ngăn ngừa kịp thời các phần tử phản động, lợi dụng tôn giáo để chống phá sự nghiệp cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân, giải quyết những yêu cầu chính đáng của bà con tín đồ, vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo. Nhờ các cái buổi tuyên truyền này mà nắm được những cái thông tin, thì nhằm nâng cao cảnh giác ý thức và đồng thời động viên gia đình và con cháu trong cái tộc họ cũng như gia đình thì tránh những cái tệ nạn xã hội này. Thì đối với người tín đồ thì luôn luôn chấp hành tốt cái chủ trương pháp luật nhà nước cũng như là tôn chỉ giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo đó, thì sống luôn luôn đặt cái tứ ăn lên làm đầu, trong đó ăn tổ tiên cha mẹ, ăn đất nước. Mà ăn đất nước thì Đức Thầy cũng có dạy là hãy tùy tài, tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thì tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiện nay đó thì làm hết các việc từ thiện, kết hợp với các ngành, các cơ quan để làm sao thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội, để thực hiện trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Với việc ra đời mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo là điều kiện thuận lợi để vận động toàn dân tham gia tố giác phòng chống tội phạm, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng ấp văn hóa, cơ quan đơn vị an toàn về an ninh trật tự, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.